Con mèo ngoài hành tinh khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Hình ảnh một chú mèo với bộ lông màu xanh lá khiến nhiều người rất ngạc nhiên, trong khi một số khác tỏ ra lo ngại. Xuất hiện trên lề đường ở Varna, Bulgaria, những hình ảnh về chú mèo xanh lá này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên khắp cộng đồng mạng vào thời điểm đó. Nhiều người đã cho rằng chú mèo này là tác phẩm khi ai đó đã nhúng nó vào sơn và bắt đầu lùng sục các trang mạng xã hội để tìm thủ phạm. Tuy nhiên, có tin cho rằng bộ lông màu xanh lá này là tác phẩm của chính chú mèo vì đã ngủ trong một thùng sơn tổng hợp màu xanh lá còn sót lại và thói quen liếm lông của loài mèo đã biến nó thành màu xanh lá cây. Một số người đã cố gắng tắm sạch cho chú mèo, nhưng có vẻ họ không thành công. Thế là đi đến đâu, chú mèo kỳ lạ này cũng khiến mọi người ngạc nhiên và cho rằng nó đã bị dính chất độc kỳ lạ. Chú mèo màu xanh lá kỳ lạ đã thu hút rất nhiều người tò mò và trở nên nổi tiếng trên mạng. Nhiều ý kiến nói họ tin chú mèo này đã bị nhuộm sơn vì màu sơn phủ khá đều, cho rằng rõ ràng là chú mèo này không thể tự mình sơn được. Có vẻ như một ai đó đã vô cùng ác ý khi sơn màu lên lông của nó. Nhưng cũng có người tin chú mèo hóa ra như vậy là do bị đột biến gen. Rốt cuộc, đến tận bây giờ, mọi người vẫn không rõ vì sao con mèo lại có màu xanh lá kiểu sinh vật lạ ngoài hành tinh như thế, và có lẽ đó sẽ mãi vẫn là điều bí ẩn. Chủ nhân trong lúc ra ngoài đã bắt gặp một con mèo mẹ lang thang đói khát. Cô mang nó về nuôi. Không lâu sau thì đàn mèo con ra đời. Khi còn bé, chúng giống mèo nhà, nhưng khi trưởng thành thì trông thật khác biệt. Hình dáng của mèo mẹ cũng có điểm khác với mèo nhà. Nó có bộ lông báo rất đẹp. Khi đàn mèo con được sinh ra, chúng giống với mèo mẹ, có bộ lông rất đẹp. Nhưng cô chủ cảm thấy đàn mèo này có vẻ đặc biệt. Mặc dù mèo con trông rất khả ái, nhưng hành vi tính cách lại khác hẳn mèo nhà. Cô chủ tò mò đem mèo con đến bệnh viện thú y. Bác sĩ liền nói đây là mèo rừng. Vì hình dáng và thể trọng giống mèo nhà nên mọi người thường nhầm lẫn. Cô chủ cuối cùng đã phát hiện mèo mà cô nhặt được vốn là mèo hiếm bởi số lượng mèo rừng rất ít và sống rất thưa thớt. Do vậy, giá cả trên thị trường của loài mèo này cũng rất cao. Nhiều doanh nhân đã lợi dụng điều này để kiếm món hời. Loài mèo này còn có tên là mèo Bengal. Giống mèo Bengal hay còn gọi là mèo vằn hổ bởi đặc điểm ấn tượng của bộ lông với các hoa văn và ngoại hình tựa như một con báo rừng thu nhỏ. Chúng vừa giỏi leo trèo, vừa giỏi bơi lội. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng rất dũng mãnh, không dễ lại gần, nhưng thực tế chúng lại rất trung thành với chủ nhân, rất thích làm nũng. Bengal là lấy tên của họ từ tên khoa học của con mèo châu Á Felis bengalensis. Chúng được tạo ra từ những con mèo và báo châu Á. Những năm 1950 và 1960, loài mèo này có thể được mua ở các cửa hiệu vật nuôi. Chúng được nhốt trong những chiếc lồng nhỏ. Jim Mill, một nhà lai tạo ở California, là người đầu tiên tình cờ tạo ra giống mèo này chứ không phải cố ý. Cô đã mua được một con mèo nhà màu đen và một con báo châu Á để cô không cảm thấy buồn chán. Thật bất ngờ là hai loài này lại giao phối với nhau và sinh ra những con mèo đốm và vằn. Với chiếc áo khoác đặc biệt và kích thước lớn, Bengal trông giống như một con mèo rừng đang đi dạo. Nhưng mặc dù một trong những tổ tiên của nó là con mèo báo nhỏ châu Á hoang dã và một con mèo nhà. Mèo Bengal thường khá lớn. Con đực có trọng lượng trung bình từ 4,5 đến 6,8 kg và con cái là 3,6 đến 5,4 kg. Tất nhiên bạn cũng sẽ nhìn thấy một số con lớn và một số con nhỏ hơn. Mèo Bengal được nhiều người tìm kiếm. Một người phụ nữ Anh đã trả hơn 50.000 đô la, khoảng 1 tỷ, cho con mèo con vào năm 1990 để làm bạn đồng hành.
Vào đêm ngày 4 tháng 10 vừa qua, nhiều địa phương ở Vân Nam Trung Quốc như Đại Lý, Lệ Giang, Bảo Sơn, Shangri-La, Hương Cách Lý Lạp đã xuất hiện hiện tượng sao băng rơi. Ngay sau đó, rất đông người kéo nhau đi săn vẫn thạch quý giá. Vẫn thạch là phần còn lại của thiên thạch, đến từ vùng không gian giữa các hành tinh bay vào khí quyển, bị cháy mất một phần và rơi xuống bề mặt trái đất. Thậm chí có đơn vị còn truyền đi thông tin sẽ thu mua vận thạch với giá 10.000 nhân dân tệ 1 gram. Tuy nhiên sau đó, không thấy có thông tin nào về việc loại đá quý này được tìm thấy. Câu chuyện tiếp diễn khi vào ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đài truyền hình Thành đô Trung Quốc đã thực hiện một phóng sự tại một triển lãm đá quý tại Tứ Xuyên. Tại đây rất nhiều vận thạch được trưng bày, trong đó có một khối đá có tên là vận thạch Shangri-La Vân Nam. Theo ông Lý Ba, người đứng đầu Ủy ban Vận thạch chuyên nghiệp thuộc Hiệp hội Sưu tầm Cổ vật tỉnh Tứ Xuyên, một ngày sau khi xảy ra sự kiện vận thạch Shangri-La rơi xuống, ông đã dẫn đoàn khảo cổ đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trên đường trở về, ông đã có được thông tin về một nhóm người chuyên săn đá quý và mua một khối đá mang về. Khối đá này nhìn bên ngoài khá giống linh chi. Kết quả phân tích sau đó cho thấy khối đá này là một mảnh vỡ trong sự kiện vận thạch Shangri-La rơi xuống mặt đất. Kết quả chụp X-quang cũng cho thấy khối đá này có đến 67,9% là nguyên tố sắt, ngoài ra còn có thêm một số nguyên tố chưa phát hiện trên trái đất. Tuy nhiên sau khi liên hệ với chuyên gia về vận thạch thuộc Hiệp hội Thám hiểm Khoa học Trung Quốc, ông Tưởng Duy, phóng viên báo điện tử Vân Nam Trung Quốc, nhận được kết quả xanh rờn của ông này về khối vận thạch được trưng bày ở Thành Đô rằng đó là đồ giả. Đó không phải là vận thạch thực sự. Chẳng có một đặc trưng nào cho thấy đó là vận thạch, ông Tưởng Duy khẳng định. Và theo giải thích của ông, đây có thể là dung nham núi lửa hoặc những khối cặn kim loại được thải ra sau quá trình luyện kim. Kết luận của ông Tưởng khiến nhiều người không khỏi chưng hửng vì lâu nay cứ ngỡ đó là vận thạch thật. Trước kết luận này, ông Lý Ba cũng không thể giải thích gì thêm nhưng khẳng định khối đá trên đúng là được mang về từ Shangri-La. Nhà hát quỹ Fosun nằm trên con phố tài chính Burn tại Thượng Hải là một tổ hợp kiến trúc được thiết kế bởi công ty kiến trúc của Norman Foster và studio của nhà thiết kế Thomas Hedwig. Nơi đây đã trở thành một điểm đến nổi tiếng tại Thượng Hải. Công trình rộng 190.000m2 này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và những hình ảnh của nhiếp ảnh gia Lorian Kinitoy cho thấy phía bên ngoài của nhà hát đã được xây dựng xong. Phía bên ngoài tòa nhà được lấy cảm hứng từ nhà hát kinh kịch truyền thống của Trung Quốc. Thiết kế bên ngoài được thực hiện bằng các ống thép không gỉ, mạ màu đồng, trông giống những thanh tre xếp song song với nhau tạo thành 3 lớp rèm che phủ toàn bộ mặt trước công trình. Các thanh thép này có thể chạy trên trục mô tô điện, tự di chuyển theo chương trình lập trình sẵn. Lớp rèm tre di chuyển sẽ để lộ các khung cửa sổ bằng kính và thanh lan can màu vàng. Khi thiết kế lần đầu tiên được công bố, các kiến trúc sư đã mô tả mặt tiền này như một tấm màn che thích nghi với việc thay đổi công năng sử dụng của tòa nhà và để phần ban công hướng về phía phố đông. Bên cạnh việc có khán phòng chính, tòa nhà rộng 4.000m2 cũng chứa một loạt các phòng triển lãm và không gian tổ chức sự kiện. Đây là công trình đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa công ty thiết kế Foster và Hedwig Studio. Cả hai công ty đều đã từng hợp tác với các kiến trúc sư và nhà thiết kế lớn khác trên thế giới. Hedwig Studio đang làm việc với công ty Peak của Đan Mạch để xây dựng các tòa nhà Google HQ tại California và London. Trong khi đó, công ty thiết kế Foster kết hợp với kiến trúc sư người Mexico Fernando Romero để thiết kế sân bay tại Mexico City. Công ty thiết kế Foster cũng đang hoàn thành một dự án lớn khác, đó là khuôn viên mới cho Apple. Trong khi đó, Hathaway Studio cũng vừa hoàn thành một trong những dự án quan trọng nhất từ trước đến giờ, đó là bảo tàng nghệ thuật đương đại Zeus ở Cape Town, Nam Phi. Mới đây, hình ảnh một quả dưa hấu khổng lồ với cân nặng lên đến hơn 60 kg đã gây được sự chú ý không nhỏ từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc.
Trong đó, không ít người tò mò muốn biết phần ruột bên trong quả dưa cỡ khủng này có khác gì so với những quả dưa hấu bình thường khác hay không. Đến khi trông thấy những hình ảnh bên trong quả dưa khổng lồ này, ai nấy đều không tin nổi vào mắt mình. Cũng bởi kích thước quá khổ nên phải dùng đến những đồ dùng đặc biệt để bổ quả dưa. Đến khi quả dưa dần được mở ra, ai ai cũng không dám tin vào mắt mình. Theo miêu tả, phần ruột của quả dưa vô cùng láng, mịn, giống như thạch vậy. Vị vô cùng thơm mát và cực kỳ ngọt. Hơn nữa, quả dưa này gần như hoàn toàn không có hạt. Để ăn hết được quả dưa này, chủ nhà đã phải kêu gọi rất nhiều người cùng ăn mới có thể ăn hết được quả dưa khổng lồ này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!